Vâng, xin chào tất cả các bạn quý chị Đăng Luxury. Hôm nay thì Đăng sẽ rất là vinh hạnh khi được giới thiệu với tất cả các bác cái showroom thì Đăng Luxury đẳng cấp như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao tại showroom thì Đăng Luxury. Vâng, đây là toàn bộ không gian. Tất cả những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là những sản phẩm tuyển chọn từ những cái điện thoại Bluetooth, CD rẻ đến những chiếc đồng hồ Rolex, những cái đồng hồ top loss. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng bộ sưu tập điện thoại Bluetooth. Tất cả những cái sản phẩm tại Kỳ Lân Luxury, em nói trước luôn là nó có một nguyên tắc thôi, một cái chung thôi, là tất cả các bác sẽ nghe này. Cái nào em cũng giới thiệu đẹp hết, cái nào cũng xuất sắc, cái nào cũng như mới hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiêu chí, cái điều kiện đầu vào của một Kỳ Lân Luxury rất là nghiêm ngặt. Tất cả sản phẩm nó phải like new hoặc là new và nguyên zin 100%, nguyên bản nguyên thủy thì nó mới vào đây được. Và nó phải trải qua ba cái thực kiểm tra, và em là người đích thân, em là chủ Kỳ Lân Luxury và em là người đích thân kiểm tra tất cả những cái sản phẩm này. Cho nên từ những bạn sale, những bạn nhân viên, những bạn kỹ thuật, tất cả những đội ngũ Kỳ Lân Luxury luôn luôn rất là rành và rất là chuẩn, rất là khẳng định, tự tin khi mà đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Bởi vì tất cả sản phẩm đều có quy trình kiểm tra cực kỳ kỹ, cực kỳ chuẩn. Mỗi sản phẩm đều có một quy trình hết và chưa có một đơn vị nào làm được điều đó hết. Bởi vì thương hiệu của Kỳ Lân Luxury có được ngày hôm nay, đó là vì từ một người đam mê, từ một người rất đam mê và cực kỳ đam mê và yêu Bluetooth, yêu đồng hồ đẳng cấp, cho nên là tất cả sản phẩm của Kỳ Lân nó sẽ bằng một phong thái là đồ sưu tầm. Và bản chất mình là người chơi, bản chất mình là người đam mê, cho nên là mình hiểu được cảm giác của một người cần những sản phẩm đẳng cấp như thế nào. Mình sẽ đặt trường hợp của mình, không phải mình, không phải Kỳ Lân, mà tất cả những đội ngũ của Kỳ Lân đều như vậy hết, đều đặt cái mình là người chơi trong đó, cho nên hiểu được cảm giác của người chơi. Vì vậy tất cả những sản phẩm mà nó mang tính chất là xấu là không bao giờ lọc được showroom của Kỳ Lân hết. Tất cả những sản phẩm ở đây á thì nó đã có cái quy chuẩn chung rồi, vào chỉ cần có một hạt bụi thôi là nó lọt khỏi cuộc chơi. Tất cả máy mà mở ra kiểm tra mà chỉ cần có một vết sửa nhẹ thôi là không có trong cuộc chơi này. Vì tất cả những yếu tố đó cho nên là thương hiệu của Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay nó rất là vang danh, đó chính là Kỳ Lân. Và một cái điều mà em muốn gửi gắm với tất cả các bác đang xem clip ngày hôm nay và sẽ xem clip ngày hôm nay, đó là mình làm bất kỳ gì, mình mua bất kỳ sản phẩm gì, mình mua bất kỳ sản phẩm dịch vụ gì thì mình nên tìm đến đơn vị chuyên nghiệp, thì cái vấn đề hậu mãi, vấn đề hỗ trợ sẽ ngay lập tức khắc và rất là hài lòng. Còn các bác mà mua qua cộng tác viên, mua qua cò lái thì rất là khó khăn. Và cái một điều nữa là mình phải biết được cái sản phẩm mình chắc chắn bên trong như thế nào, bởi vì những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury đều có quy trình kiểm tra và đều sẽ được cung cấp quy trình đó cho khách hàng khi mua, cho nên là các bác sẽ yên tâm và biết chắc chắn và tuyệt đối máy mình nó như thế nào. Có nhiều người bán hàng họ không biết bên trong, họ chỉ là người bán, họ chỉ là chuyên về thương mại dịch vụ, không có đam mê. Như là có nhiều người đam mê trong đó nhưng mà có nhiều người không đam mê, họ chỉ là kinh doanh thôi, thì họ chỉ biết là nhập của người A, người B, người C, họ rồi những người đã đảm bảo chồng chéo lẫn nhau rồi đến chủ đáp bán đảm bảo với khách hàng, họ không hiểu biết bên trong, họ không hiểu biết bên trong, rất là nguy hiểm. Vì vậy các bác hãy chọn cái đơn vị chuyên nghiệp thì cái hỗ trợ cho các bác về cái dịch vụ cũng như là sản phẩm nhất. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi xách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.